Ngày 28 tháng 1 năm 2021 nhằm ngày 16 tháng 12 năm canh tí, Chùa Đạo Nguyên, thành phố Tâm Kỳ phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố trao 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, gồm gạo, nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt tham dự buổi trao quà có đại đức thích viên tánh ủy viên thường trực ban trị sự phật giáo tỉnh quảng nam trưởng ban trị sự phật giáo thành phố tam kỳ trụ trì chùa đạo nguyên ông phan công ri phó chủ tịch hội chữ thập đỏ tỉnh bà nguyễn thị thu hiền phó phòng lao động thương binh xã hội thành phố ông đỗ văn tiến chủ tịch hội chữ thập đỏ thành phố cùng quý đạo hữu phật tử thay mặt ban tổ chức đại đức thích viên tánh trụ trì chùa đào nguyên phát biểu gửi lời cảm ơn và chúc tết đến quý lãnh đạo chính quyền hội chữ thập đỏ thành phố cùng bà con nhân dân có được một mùa xuân mới ấm no hạnh phúc trao quà tết là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực được phật giáo tỉnh tổ chức thường niên hàng năm mỗi dịp tết đến xuân về những phần quà được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự sẻ chia của những người con phật với những mảnh đời bất hạnh động viên mọi người có thêm động lực phấn đấu vươn lên có được cuộc sống vui tươi đón tết cổ truyền dân tộc thật ấm áp